Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả series One Piece trên channel Shonen Action. Trang 1023 là một sân khấu hoành tráng của cặp đôi song sát Zoro và Sanji khi cả hai bắt đầu chiến đấu với hai thảm họa mạnh nhất trong món bánh thú, đồng thời là các trận chiến của các cửu hoàng bao bên trong lâu đài. Tuy nhiên thì chúng ta đừng quên đến sự chuẩn bị sẵn sàng từ phe hậu cần phía dưới đảo Tokage, nơi mà Ruffy đã hồi phục toàn bộ sức lực và chuẩn bị quay trở lại chiến đấu. Trong đoạn cuối của Trang 1023, chúng ta thấy được Momonosuke hóa rồng khổng lồ sau khi cậu được kích thích khả năng tăng trưởng để có cơ thể người lớn. Ít nhất thể chất của Momonosuke hoàn thiện sau khi nhờ vào năng lực trá quỷ của Shinobu. Mặc dù vẫn còn tác dụng phụ đi kèm đó là Momonosuke về mặt tinh thần, cậu ta vẫn là một đứa trẻ, nhưng bây giờ chắc chắn điểm lợi thế sẽ là khả năng búp tinh thần rất tốt cho Liên minh Samurai và Momonosuke bây giờ đã có thể trở thành một nhà lãnh đạo chính thức trong trận chiến lần này. Bây giờ khi những thành viên băng hải tặc Hurt nhìn thấy hình dạng rồng khổng lồ của Momonosuke thì đều lộ rõ vẻ hoảng sợ khi nhầm với Kaido. Điều này thực sự điên rồ khi Momo đang sở hữu khả năng biến thành một con rồng đáng sợ. Chúng ta chưa biết rằng anh ta có thêm năng lực chiến đấu nào mạnh mẽ không, nhưng ít ra thì sự hiện diện của Momonosuke bây giờ có thể sánh ngang với Kaido. Rồng của Momonosuke có được nhờ ăn trái ác quỷ nhân tạo của tiến sĩ Vegapunk nghiên cứu chế tạo ra thông qua công nghệ yếu tố dòng dõi khi nghiên cứu cơ thể Kaido. Trái ác quỷ này chứa đựng mã gen được biết đến là mã gen của sinh vật mạnh nhất thế giới. Chính vì vậy tiềm năng của Momo bây giờ là rất lớn, nhưng để có thể đạt được sức mạnh nhiều hơn trong thời gian ngắn sẽ rất khó, bởi vì mỗi cá nhân đều phải tự luyện tập trong một thời gian thì mới có thể hoàn thiện được. Nhưng rõ ràng là trái ác quỷ nhân tạo mà Momo ăn được giờ đây đã có hình dạng tương tự trái ác quỷ doan thần thoại Thanh Long của Kaido. Đứng trước con rồng bản sao này, một người quá quen thuộc như Ruffy đã có một đoạn hồi tưởng tương phản khi Momonosuke vẫn còn là một con rồng nhỏ, trông ngốc nghếch hơn bây giờ rất nhiều. Lúc này Ruffy rất vui mừng khi nhìn thấy con rồng trưởng thành hơn và nở nụ cười khi anh ta biết rằng Momo đã lớn. Mặc dù Momo không phải là thành viên chính thức băng mũ rơm, nhưng sẽ thật tuyệt vời khi có một con rồng to lớn giống như Kaido có mặt trên thuyền băng mũ rơm. Ngay bây giờ thực tế là cơ thể Momo đã là 28 tuổi. Shinobu sau khi sử dụng năng lực của mình biến hóa thành công đã khóc nức nở, bởi vì Momonosuke bây giờ trông giống như một ai đó và rất có thể chính là Oden, cha đẻ của Momo, vào việc con giống cha là lẽ dĩ nhiên. Tuy chúng ta đã không nhìn thấy toàn bộ hình dạng con người của Momo khi ở độ tuổi 28, nhưng chúng ta đã được cho thấy hình dạng rồng của Momo một cách rõ ràng. Không nằm ngoài dự đoán, hình dạng rồng của Momo trở nên lớn khi cậu trưởng thành. Như thể nó có thể đọ sức mạnh với hình dạng rồng của Kaido. Với hình dạng rồng này, Momo sẵn sàng giúp Ruffy đòi lại Wano. Hãy tưởng tượng sẽ hoành tráng như thế nào khi những samurai của Cửu Hoàng Bao, các samurai đang chiến đấu ở sảnh sân khấu, hay thậm chí cả Kaido nhìn thấy Momonosuke và nghĩ rằng đó chính là sự trở lại của bóng ma samurai năm xưa, kẻ đã khắc sẹo lên người mình. Chắc chắn đây sẽ là điểm tựa tiếp thêm sức mạnh cho ý chí chiến đấu của phe samurai. Mình có thể nhận ra rằng đây là một cách hoàn hảo để gây rắc rối cho phe Kaido, không chỉ là ở hình dạng rồng khổng lồ giống hệt Kaido, mà khi trở lại hình dạng con người cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý đối thủ của anh ta, những kẻ vẫn còn bị ám ảnh bởi gia tộc Kozuki cho đến ngày nay. Khoảnh khắc hoành tráng nhất chính là Ruffy nói: "Momo, chúng ta hãy cùng giành lại Wano." Và Momo nói: "Yeah." Gương mặt của cả Ruffy và Momo đều rất kiên quyết và quyết tâm. Đây là thành quả hy sinh và cố gắng của hai chàng trai cùng hướng tới một mục tiêu duy nhất, là một khoảnh khắc đắt giá nhất của One Piece trong 2023. Vậy thì Momo trưởng thành có thể giúp đỡ những gì? Trong hình dạng trưởng thành của Momo trông vạm vỡ hơn rất nhiều so với lúc 8 tuổi. Sẽ rất thú vị nếu trước khi quay trở lại trận chiến trên đảo quỷ, Momo đi lấy và mang theo thanh kiếm Amenoha Bakiri, thanh kiếm được Oden để lại cho con trai mình, rồi sau đó sử dụng nó trong trận chiến. Mặc dù có thể tâm hồn Momo vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi mỹ đứt, nhưng nếu thể chất của anh ấy giống Kozuki Oden và khỏe như cha mình, thì điều này sẽ giúp ích rất nhiều khi chiến đấu. Đặc biệt là cậu có thể sử dụng thanh kiếm Amenoha Bakiri. Vấn đề là mình không chắc chắn rằng thanh kiếm Habakiri có tác dụng phụ giống như Enma hay không. Ngoài ra, Momo đã nhiều lần bị chế giễu khi còn nhỏ. Thậm chí Fukuro Kuju còn nói rằng ở trong Chap 2023, Momonosuke vẫn chỉ là một đứa con nít. Bây giờ, nếu Momo xuất hiện ở hình dạng trưởng thành như Oden, các samurai có thể sẽ trở nên trung thành hơn nữa. Điều này cũng có thể khiến các cửu hoàng bao lại có động lực chiến đấu hơn. Khi trong hình dạng rồng trưởng thành của mình, chúng ta cũng thấy xung quanh cơ thể của con rồng này có rất nhiều chùm lửa to và dài, có khi còn nhiều hơn cả Kaido, cho thấy khả năng Momo có thể điều khiển lửa để tiếp tục nâng hòn đảo Onigashima là có khả năng, giúp kéo dài thời gian chờ Ruffy chiến thắng Kaido. Tuy nhiên lại có một rắc rối khác, đó chính là việc hình dạng rồng trưởng thành của Momo chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của CBO. Trong Chap 1007, một trong những đặc vụ CBO đã nhắc đến thí nghiệm trái ác quỷ nhân tạo của Vegapunk khi bắt chước trái Uo-Uo-Nomi. Hình dạng Thanh Long đã thất bại. Vậy bạn nghĩ rằng phản ứng của CBO sẽ như thế nào nếu nhìn thấy một con rồng giống hệt Kaido đột nhiên xuất hiện ở Onigashima? Liệu nhóm CBO có ra mặt khi biết rằng con rồng đó là do năng lực từ trái ác quỷ nhân tạo từng bị coi là phiên bản lỗi do Vegapunk tạo ra không? CBO có thể quyết định di chuyển khi điều đó xảy ra. Ngay cả khi CBO bị đánh bại, chỉ cần họ sống sót rời khỏi Onigashima, họ sẽ báo cáo điều này về chính phủ. Sau khi trận chiến kết thúc,
Chưa rõ Momonosuke có thể sẽ trở về hình dạng trẻ con đúng với bản chất 8 tuổi của mình không, nhưng rắc rối đến với bản thân cậu bé đó chính là Shinobu không thể biến cơ thể của cậu trở thành như cũ. Ta không thể làm vậy. Nếu ta làm điều đó, thiếu chủ biết là sẽ không thể trở lại như cũ mà phải không? Dù cơ thể thiếu chủ thay đổi, nhưng trái tim vẫn là một đứa trẻ. Nếu tâm hồn đứa trẻ trong cơ thể người lớn, Momo sẽ vĩnh viễn không được tắm chung với hội chị em Nami Robin, mà sẽ phải ở lại Wano Quốc làm Shogun xây dựng đất nước. Đó là có thể nhờ đến năng lực của Jolly Bonnet, năng lực thay đổi tuổi tác. Trên đây là những phân tích của mình về sự kiện hóa rồng của Momonosuke, một cơ hội phát triển tiềm năng cho Dâm Long để thể hiện trước toàn bộ cư dân Wano. Hãy cùng chờ xem nhé. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.